Vâng, em nghĩ ông bên em xin kính chào bà con nhé. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác một chút về cái việc mà khi sau khi con tướng nó đẻ được khoảng nửa tháng hoặc một tháng ấy, hoặc là sau khi nó nở thì em sẽ chia sẻ cho các bác để cách mà cái tổ ong nó rất lên rất là nhanh ấy, lên rất là nhanh. Cái đầu tiên ấy là ví dụ như những cái tổ hai cầu thì em sẽ không nói. Nhưng mà những cái tổ một cầu, ví dụ như cái tổ này là con tướng một cầu nó đẻ rồi này, thì mình sẽ có thể là mình sẽ làm có mấy cách để các bác làm sao mà để cho tổ ong nó phát triển tốt nhất. Tốt nhất thì là các bác làm thì nó sẽ rất là ok, rất là ok, tổ ong phát triển rất là nhanh. Vậy thì sau khi mà con tướng nó đẻ được khoảng tầm cỡ từ 10 ngày cho đến nửa tháng là các bác làm. Đấy, các bác làm thì nó sẽ tổ ong đó nó sẽ phát triển cực kỳ nhanh luôn. Đấy, vậy thì bây giờ em mở ra thì sau đó em lại chia sẻ thêm về cái cách. Các bác mà thấy video của em mà hữu ích thì các bác nhấn like, nhấn đăng ký kênh và để chuông để đợi các cái video tiếp theo. Đây các bác nhé. Đấy là cái cầu bữa hôm em rút ra toàn bộ là em rút bớt là cái cờn em lên các bác. Đây các bác này, các bác thấy chưa nè, đây tướng mới nó đẻ siêu qua thủ như thế này các bác này. Đây các bác thấy này, con tướng này thì nó đẻ được khoảng 15 ngày rồi các bác này. Tướng này đẻ được 15 ngày rồi nhá. Thì nó đẻ rất là phên các bác. Đây. Khi tướng mới là đẻ rất là phên. Và giờ cho các bác coi con tướng. Nhìn đây con tướng này. Đây để các bác coi con tướng. Con tướng nó đẹp mê ly luôn. Đây. Đấy, nó đi đâu thì ông thợ nó không bao giờ nó trèo lên nhá các bác nhá. Đấy. Chùi đây, đây đây, hắn chùi đây. Đấy đấy, các bác thấy nè, dài đẹp như thế này. Đây, nó chùi hẳn lên. Cho nó chùi sang bên kia đi rồi em nè. Cho nó rõ rõ một tí, đây. Đấy, các bác thấy nè. Đấy, nó bò này, hắn toàn rúc ở dưới luôn. Không bao giờ nó trèo ngược lên trên con ong thợ đâu các bác. Đấy, con tướng mới là nó như thế. Đó, bên đây nó cũng đẻ là phên này này các bác này. Đấy. Đấy, em cho nó ra giữa này. Đấy, nó vẫn cắm đầu vào nó tìm kiểm tra lỗ nhá. Đấy, đấy là cái con chúa mới là nó như thế đấy các bác. Nó rất là ok. Tại vì thường cái tổ, những cái tổ mà tướng mới ấy, là nó rất là phát triển rất là nhanh. Thì chỉ cần nó đơn giản như thế này thôi, nhưng mà đến lúc mà nó đẻ ra một lớp quân này, tại vì nó đẻ ắc đến gần xà cầu luôn các bác ạ. Thì đến lúc mà hắn nở ra, hắn nở ra cái lớp này nhé. Em trao đổi cái đầu tiên là hắn nở ra lớp này, thì các bác có thể là viện cho nó một cái cầu, viện cho nó một cái cầu mà nhộng cũng đang gần nở. Đấy, đang gần nở thì các bác viện cho nó một cầu từ cái tổ mà ví dụ như 3-4 cầu, thì các bác viện cho nó một cái cầu nhộng đang nở nữa. Thì chỉ sau khoảng tầm cỡ 21 ngày, có nghĩa là tính từ lúc con chúa này đẻ, thì nó là sau 21 ngày thì nó nở hết các bác. Nó nở hết thì các bác đấy là nó sẽ lên 3-2 cầu. Hai cầu thì sau tiếp một lần nữa nó lại nở tiếp một vòng nữa, thì là nó sẽ rơi cộng vào 21 ngày nữa, có nghĩa là nó sẽ lên 3 cầu. Đấy, nó lên 3 cầu thì nó rất là nhanh, nhanh thì trong cái vụ thu này thì cái tổ này nó sẽ từ một cầu. Đấy, từ một cầu có thể nó lên 4 cầu, thì các bác cứ theo dõi như cái tổ này nhá các bác nhá. Tại vì cái tổ này nó đặc biệt là nó có mấy cây gừng này, thì các bác theo dõi thì hết cái vụ thu đông này thì là cái tổ này từ một cầu sẽ lên được 4 cầu này các bác.
Đấy, từ một cầu sẽ lên được 4 cầu nhé. Nếu làm cái cách này là từ một cầu lên 4 cầu rất là nhanh. Đấy, cách thứ hai, trường hợp thứ hai là các bác không, nó mà chỉ cần nó lên 3 cầu là ok. Thì trường hợp thứ hai thì những cái con chúa mà nó đẻ tốt như thế này, mà các bác có ít tổ, ví dụ có 10 tổ thì các bác có thể nhờ cái tổ những cái con tứ mới này nó đẻ vụ. Có nghĩa là mình cái tổ nào mà nó cầu nó đẻ kém ấy, các bác lao vào cho nó đẻ. Lao vào khoảng tuần nó đẻ. Nó đẻ xong các bác lại lôi ra cho vào cái tổ khác. Đấy. Thì nhờ nó đẻ hộ. Tại vì con tứ mới là một ngày một đêm đẻ đến 700 đến 1200 trứng rồi các bác ạ. Đấy, thì là nó cũng phát triển rất là nhanh. Đấy, đấy đấy là những cái cách mà cái mẹo mà để mình phát triển cái tổ ong vào cái mùa phát triển. Mùa này là ta gọi là mùa phát triển đây các bác. Mùa này ta gọi là mùa phát triển. Đấy, đấy thì những cái cách đấy thì nó rất là ok. Ta cứ lần lượt nhé các bác. Vậy là bây giờ ta lại kiểm tra cái tổ đây để coi để mình coi nó. Ví dụ đợt sau đây là em có chúa thì em có chia đôi được cái tổ này ra không. Đây như cái tổ này đấy các bác. Để coi mình có chia đôi được ra để mình nhân đàn không. Đấy, tại vì những tổ 4 cầu mà mình chủ động mình làm được thì mình sẽ làm các bác. Mình làm sao để cho cái tổ mà nó trong cái mùa vụ này mình nhân được đàn hoặc là chia đàn. Thì những cái tổ mà mình phải kiểm tra thì mình biết được những tổ nào nên chia đàn. Như thế này này các bác này, quân nó đông như thế này thì đương nhiên là những cái tổ này thì mình cho tụt hết xuống thì các bác, tại vì ong đấy những cái cầu sâu này là lấy ra rồi, em đã lấy ra rồi nhé các bác nhé, lấy ra để đẻ đi các bác. Đấy, vậy là chết luôn đi các bác. Đây. Bác thấy đẻ phê không? Đây là trứng già nhá, chứ không phải là trứng non đâu. Ví dụ như cái tổ này này. Nó gần nở này các bác này. Ví dụ nó đang nở, các bác mang như cái tổ mà nó mới phát triển đấy. Đấy, các bác mang, các bác viện vào cho nó cầu rồi cái tổ này các bác lại có thể là lao cho nó một cầu để cho nó đây các bác thấy đẻ kinh nhung. Đấy. Vào mùa phát triển là nó đẻ rất là ác liệt. Đây là em vừa thổi khói nó tụt xuống rồi. Đấy các bác thấy. Đặc biệt những cái cầu mới nhé. Đặc biệt những cầu mới thì ăn đẻ rất là ok. Đây các bác. Đấy như cái cầu này là đẻ kém. Như cái cầu này đẻ kém nhé các bác nhé. Thì mình lại bỏ ra ngoài để cho đẻ cho tốt. Đấy những cầu này đẻ kém này các bác này. Đấy, thì mình sẽ đổi cho nó. Đấy, mục đích đổi cho nó là để cho nó đẻ tốt hơn. Đấy, những cái cầu mới là đẻ rất là tốt. À, em chưa bỏ cái thước luôn. Đấy, thì cứ như thế thôi. Đấy, có nghĩa là mình cứ làm đúng theo cái như thế này mình ủi nó đi này các bác. Đấy, mặt không. Các bác thấy những cái tổ mà nó làm mặt lên vậy là nó rất là khỏe. Đấy, các bác thấy làm mặt. Đấy, vậy bây giờ mình bỏ thước thì không bao giờ con ong nó lên trên đây nữa. Không bao giờ con ong nó lên trên chốc đây nhiều nữa.
và mình kiểm tra những cái tổ những cái cầu này là nó không để mấy này các bác, mà nó đang còn nhiều phấn thì mình đặt ra ngoài. Đấy, mình đặt ra ngoài thì mấy hôm nữa thì mình có thể lau cho nó một cầu, còn bỏ cái cầu này đi. Đấy, bỏ cái cầu này đi, tại vì cái cầu này nó già rồi, nó già rồi thì mình lại bỏ cái cầu này đi nhé các bác nhé. Bỏ cái cầu này đi. Đấy, tại vì là nó còn nhiều phấn các bác, nhiều phấn nên là phải bỏ đi. Bây giờ là nó đang đẻ tốt vậy thì mình đấy các bác, đây này, quần nó còn rất là nhiều nhé. Đấy, các bác thấy quần rất là nhiều. Và mở ra coi cái tổ đây còn tướng nó nở chưa nhé các bác nhé. Đây cái tổ này em mở ra coi tướng nó nở chưa các bác. Cái này cũng có hai tổ là có cây gừng thôi, nhưng mà cái tổ kia là con tướng nó đã đẻ rồi. Những cầu này thì mình cũng đi, tại vì những cầu nào sâu thì cái đợt em lên ấy các bác thì em cũng đấy, con tướng nở rồi nhé các bác nhé. Đấy, con tướng nở rồi, tướng nở rồi thì mình cứ cắm vào đây thôi các bác. Như cái tổ này mà con tướng nó mà đẻ thì nó đẻ với ác liệt này các bác này. Như những cái tổ này, này. Vâng, các bác mà theo dõi video của em mà thấy hữu ích thì các bác nhấn like, nhấn đăng ký kênh và để chuông để đợi các cái video tiếp theo.